Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và Cuộc Sống Ở Nhật. Sao xin chào cô chú nữa con. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Hôm nay thì Quỳnh mặc một bộ đồ áo bà ba nha mọi người. Bộ áo bà ba của chị bạn tặng cho Quỳnh. Đây, bà Quỳnh đây. Anh xã Quỳnh quay phim từng tập mọi người ơi. Mình thấy gớm quá. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đi ra vườn. Sao màu quá. Mình lại tiếp tục đi ra vườn và mình thu hoạch ra một mớ loại rau củ quả ở nhà Quỳnh đó nha. Mời mọi người đi hái rau cùng với Quỳnh nha. À, bây giờ mình sẽ lấy cái thang. Bởi chiều cao khiêm tốn nha mọi người. Cho nên mình sẽ lại đây nha. Mình hái trái mướp ở đây nha. Thì ở đây có một trái mướp nè mọi người. Đó. Bây giờ thì mình sẽ hái trái mướp ở đây trước nha. Nó cũng là chỗ này luôn mà hôm bữa thì Quỳnh cũng hái một trái rồi đó mọi người. Hôm nay thì mình hái thêm trái nữa nè. Đó. Rồi xa. Cầm cho mẹ nè. À. Có một vài trái nó nằm tốt ở trong lùm á mọi người. Mà hôm nay thì Quỳnh mới để ý và nó hơi bị già rồi mọi người. Hay mà mình cũng cắt đi ha. Rồi đây. Rồi xa ơi. Xa. Và ở ngoài đây nữa mọi người. Ở ngoài đây thêm một trái nữa nè. Đây. À, mọi người thấy không? Đó, đây nè. Đó. cái mướp nè mọi người, đó, mọi người thấy trái này không? Bây giờ mình cắt luôn nha. Trái này nó nằm ở ngoài đây mà Quỳnh không thấy á. Cái hôm nay Quỳnh mới thấy thì nó bự quá trời bự luôn mọi người. Nhưng mà không biết nó có non hay không. Thì mình cắt vô thử thì mình ăn mình mới biết được ha. Đó. Đó. Và bây giờ thì luồn lên trên. Trời ơi, trái mướp nè mọi người ơi. Nó bự hơn cái mặt của Quỳnh. Bây giờ thì mình sẽ hái những cái mướp ở dưới sân dưới nhà Quỳnh nha. Ở đây có một trái nè mọi người. Đây. Thì mình sẽ hái trái này nha. Mình vừa hái vừa tay. Tay. Anh tay cả. Ok. Mình sẽ hái trái này nha. Mình sẽ đưa cái cây lên trên xíu nè. Wow à, nó rớt nguyên một chùm xíu luôn mọi người. Rồi, đúng rồi, rồi. Mẹ mua cái kéo đó nha, mẹ mua cái kéo đó nha. Rồi. Quá, wow, trái đây cũng bự lắm mọi người. Đây. Trái đây cũng bự lắm nè. Mình đưa xuống đây mà mình cắt cái mướp đây luôn. Đó. Mình hái được trái đây rồi nha. Rồi, đây là bốn trái nha. Rồi mình hái tiếp nha, ở đây nữa nè. Đâu rồi ta? Ở trên đây nè mọi người. Không mọi người thấy không ta? Thấy không ta? Đó. Mình tuốt cho đây nè. Ta ơi, đi đâu vậy đó đó con? Đâu vậy đó đó? Ờ. Wow. Ồ, trái này thì non hơn mọi người. Ai. Sa ơi. Sa. Nè, Sa. Sa, nè. Trời đất ơi, chứ nó cầm mà nó không cầm. Sa đâu bà. Rồi. Trái này thì non hơn mọi người. Trái này non hơn nè. Đó. Hai đại trái này ha. Lên thùng. Wow. Chiều cao khiêm tốn cho nên mình sẽ leo lên thùng và mình hái trái đây. Cái này thì non hơn nhưng mà mình hái luôn đi. Để mình hái vậy. Mình hái được như đây đổ mướp nè. Bây giờ mình sẽ qua mình hái bầu nha. Thì ở đây là bầu của Quỳnh nè. Đây là một trái nè nha. Đây nè. Đây nữa nè. Đây là trái thứ hai nè. Đó. Đây nữa. Đây là trái thứ ba nè. Và bên đây nữa nha. Và đây là trái thứ tư. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hái bầu nha. Rồi. Mình hái trái này đầu tiên nha. Đó, đây. Wow. Trái bầu rất là bự mọi người. Đổ bầu nha, đó. Một đổ bầu. Rồi, bên đây nha. Leo lên trên đây nha. Hái trái bầu đây nha mọi người. Đây, hái trái đây nè. Đó, đây là trái thứ hai. Đã chưa mọi người ơi. Đó, trái thứ hai. Rồi, mình hái trái đây nữa nha. Đây. Ôi ơi, nó mập như con heo mọi người. Mấy cái trái nhỏ nhỏ này của Quỳnh là bởi vì là nó nuôi không kịp lớn nữa mọi người. Mình phải cắt hết mấy trái này thì mấy trái kia nó mới lớn kịp ha. Ba trái rồi mình hái trái đây nữa nha. Đây. Rồi đây. Đó. Rồi. Đây, xa. Ta cầm cây nguy hiểm quá, tránh ra cho mẹ coi. Đó.
Đó, hôm nay được 4 trái bầu nha. Và bây giờ mình sẽ đi vô mình hái khổ qua. Khô quạnh là khô quạnh thôi. Hết giường luôn mọi người ơi. Rồi mình hái khổ qua nha mọi người. Ta, đi vô đây. Nó khô rồi, mình hái luôn nha. Là nó còn hết rồi mọi người, còn chút xíu là hết rồi. 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 Còn mấy trái khổ qua nè. Rồi bây giờ mình vô đây mình sẽ hái khổ qua nha. Cái này của mình là khổ qua trắng mọi người. Và trái nó cũng nở gai, có nghĩa mình hái được rồi nè. Đó. Ha. Mình cũng bứt luôn đi cho rồi đi, cho nó nhanh nha. Lâu quá mọi người. Hái vậy luôn đi. Khó hái ta. Đó, một trái nè. Trái này nè, đó. Đó, cái thứ hai nè mọi người, đó. Cái dễ thương bên đấy nè, đó. Mình hái trái bên đấy nha. Đó, nó dính nè, nó dính trong vàng, nó dính, nó rất là ngon. Đây. Nó trắng tươi luôn mọi người, ở đây nè. Trái này nè, ở trên đây thì chín mất tiêu mọi người. Bữa giờ không hái á, nó chín mất tiêu. Hôm nay mình vô mình hái mình ăn cho nó đã. Đây. Hôm nay thì bắt đầu kết thúc vụ mùa hè đó mọi người, cho nên rau á nó không có còn tươi nhiều như lợt mùa hè bữa nữa. Mấy trái chín hay đỏ gì mình cũng hái hết luôn nhà đó. Trái này cũng chín rồi nè. Trời ơi, có anh Sa anh đứng anh cầm rổ cho Quỳnh nè mọi người. Bye bye. Sa anh đứng anh cầm rổ cho Quỳnh mọi người ơi. Đó, mình hái tiếp đây nọ. Sa nó đi dễ thương chưa? Trời ơi, nó đứng nó cầm rổ cho mẹ mới ghê chứ. Ở đây thì có mấy trái khua đèo nữa mọi người. Đó. Nặng. Đô cò. Chi cha. A ta. Đô cò. Ua, sự ghê được ta. Rồi. Anh xã Quỳnh mới chỉ Quỳnh bên kia có một trái mướp đại bự luôn mọi người. Để mình qua mình lấy ra cái cây mình hái nha. Đây, đây, đây. Cô qua rồi. Mình hái trái này nè. Không biết trong kia nó còn củ qua không ta. Tiếp cái trái mướp nằm ở đây nha mọi người. Hồi nãy Quỳnh không thấy nè. Thôi mình được kia thì mình lại. Ua. Trời ơi, nó nặng chịch luôn á mọi người. Trái này chắc 2kg quá. Trời ơi, bữa giờ mình không thấy mọi người ơi. Nè. Rồi, trời ơi, ta. Nó bự như cái bầu luôn. Trời ơi, mướp bự chà bá lửa luôn. Sẽ đem mua gì? Bây giờ thì mình sẽ đi ra mình hái ớt chuông nha mọi người. Trời, nó rớt. Hái ớt chuông nha. Mình hái ớt chuông nha. Đó, cái ớt chuông của mình hôm nay nó chín đỏ nhiều lắm mọi người. Đó. Bây giờ thì mình sẽ hái những cái trái nằm đây trước nè, nó đỏ quá trời mọi người. Nó chín đỏ lè luôn nè. Nó chín vàng hết trơn, chủ chùm này là mình hái đi. Mỗi lần mà mình hái ớt chuông là hái cả rồi. Nó chạy. Nó chạy mọi người ơi, nó chạy. Đó, mấy cái trái này. Bây giờ bắt đầu mình hái xong rồi cái mình dưỡng cái cây lại. Là bắt đầu tới tháng 10 á mọi người. Vô bắt đầu từ tháng 9 trở đi nè. Là tới mùa thu á, cái cây nữa nó phát triển tốt, nó lên nữa mình hái. Để cho mùa thu nó lên cái mới mọi người. Đó. Mỗi lần mà mình hái ớt chuông là ra nhiều lắm mọi người. Đó, ở dưới đây nè. Đó. Đây. Đó. Bên đây nè. Mọi người thích mình ra vườn hái lắm. Quỳnh cũng thích ra hái mọi người, mà thời tiết nó không thuận lợi đó, cho nên mình đợi bữa nào mà trời đẹp đẹp mình ra mình hái. Hả? Ở đây thì được hai trái đỏ mọi người. Ở đây thì được hai trái đỏ. Trong này nè. Ở bên Việt Nam mình thì những chỗ mà trồng được ớt chuông thì mình thấy là Đà Lạt á, trời nó mát mọi người thì trồng được. Chứ ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó hơi khó ha. Đó, mới gì hái mà được một rổ chút xíu không mọi người. Nó nhỏ xíu vậy nè, nó bị mùa hè đó mọi người, nó lớn không nổi đó. Cho nên những cái trái nhỏ xíu này mình cũng hái luôn. Để cho qua mùa thu rồi cái bắt đầu nó lên trái bự bự. Trái đỏ đỏ thì mình hái hết.
mình hái liên tục mình bón phân nó lên nhanh lắm. Rồi đây nè, đó cho mọi người xem, đó trái này thì bự nè mọi người, đó trái này bự nè. Quỳnh mặc cái áo màu vàng đã vậy còn hái cái trái này màu vàng nữa, đẹp, màu đẹp màu đẹp. Rồi bên đây nha, Quỳnh trồng năm nay trồng ớt á thì không có nhiều mọi người, nhưng mà hái ớt chuông mỗi lần mà hái là ra cả rổ luôn á. Anh xa anh đi ra từ ngoài sân được là bắt đầu anh chạy lung tung ngoài đường mọi người, sợ xe nó chạy vô đó. Hôm nay có anh xã Quỳnh, anh phụ Quỳnh đi hái rau, ảnh quay phim giùm Quỳnh nè. Mỗi lần mà có mình Quỳnh là Quỳnh đuối dần xa luôn. Rồi mình hái tiếp bên đây nha. Trái bên đây thì nó khác mọi người, nó hơi hơi dài dài. Còn trái bên kia thì nó là ớt chuông, mà nó lại ớt chuông tròn tròn mọi người. Hôm nay là đại thu hoạch. Trời ơi, rất hết cả cây luôn mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ hái tiếp ớt nha mọi người. Mình xa nó trứng nè mọi người. Nó khóc lóc khóc lóc khóc lóc nè. Giờ anh mê ba anh lắm mọi người. Ba anh đi đâu là anh chạy theo đó à. Mình hái mấy cái trái đỏ đỏ nha. Trời ơi, cái ớt này mọi người thấy vậy chứ. Trời ơi, nó khóc lóc ồn ào ghê. Đó. Bữa đợt ớt bữa mình ăn không hết đó mọi người, mình cho chị bạn Quỳnh. Hôm nay Quỳnh hái đợt này Quỳnh để ngăn đá Quỳnh ăn từ từ nè. Hai đợt trước thì Quỳnh cho hết rồi. Đó. Giờ mình cắt đi cho nó nhanh nè. Để cái rổ dưới hứng cho nó nhanh. Đó. Rồi, bên đây cũng vậy nha. Wow. Hái như vậy thì mình cũng sợ mình cắt trúng mấy cái trái mà nhỏ nhỏ đó mọi người. Mình cắt bằng kéo á, mình hái trúng mấy cái trái nhỏ nhỏ thì nó tội, cái nó bị tiếc, cái trái nhỏ nhỏ nó lớn không có kịp á. Cho nên cái trái nào mình hái bằng tay được thì mình hái nha. Công nhận bắt đầu qua mùa này cái bắt đầu mấy cái rau củ quả nó chín nhanh mọi người, nó chuyển mùa nè, chuẩn bị hết mùa hè rồi mọi người, vô tháng 9 là thấy chuẩn bị tới mùa thu, giữa tháng 9 là vô mùa thu rồi. Đã ghê đó. Không biết nãy giờ mọi người thấy không ta, thấy con mũi nó bay vòng vòng thịt Quỳnh ngon quá mà đó. Chết rồi, lỡ cắt trúng cái ớt nhỏ rồi mọi người. Thiệt chứ. Quỳnh quay bằng cái máy quay phim GoPro đó thì nó cứ bị tắt cái màn hình xuống hoài à. Còn cầm cái điện thoại thì nó nặng đó mọi người. Quay bằng máy này thì mình xách đi đâu nó không cũng được dễ á, tại vì nó nhỏ với lại nó được chọn cái là chống rung nè. Cái mình cầm mà nó dễ bị tắt màn hình sao không có thấy. Mình đưa cái điện thoại đi thì dễ thấy hơn, mà cái điện thoại thì mình cầm đi bình thường thì nó rung á. Mọi người coi thì mọi người sẽ nhức đầu lắm. Trời, lúc mà mình mới làm YouTube ấy nha, mình đâu có biết đâu mọi người, mình cứ gặp đâu bà đâu làm đó, bà đâu làm đó, ra cái phim của mình không có được đẹp, không có mượt mà như của người ta. Lúc đó cũng thắc mắc là sao mà cái video của người ta up lên sẵn đẹp quá, nó không có bị rung đồ này nó kia. Bắt đầu từ từ mới tìm hiểu mọi người, mới biết trời mình cùi lúa cùi bắp lắm mọi người. Quỳnh dốt công nghệ lắm mọi người. Trời ơi, lần nào cũng vậy, mình cũng hái toàn trái sống không mọi người. Tới đến cuối mùa cái là một hũ ớt ớt mà ớt ớt xanh đó mọi người, chấm với hải sản ngon. Mấy cái trái hường hường này ngày hôm bữa là mình chừa lại, hôm nay nó chín hết trơn. Mới có mấy ngày chứ nhiều mọi người, hôm bữa mình mới hái mấy trái bầu đó, hôm nay mấy trái bầu lớn nhanh ghê. Hôm nay ra hái bầu mướp quá trời luôn. Ớt hôm nay ớt bên kia cũng đỏ hết rồi mọi người. Ở Nhật thì
nó tiện là bởi vì nó bán mấy cái con như thế này mà ớt nè, rồi mấy cà chua rồi đó, nó bán cây con sẵn, nó gieo sẵn, cái mình mua về mình trồng thôi thì nó nhanh lớn hơn. Còn mình gieo thì cũng được nhưng mà nó lâu. Quỳnh chỉ gieo những mấy cái hạt giống như của Việt Nam mà ở bên đây người ta không có bán trong siêu thị á, thì những cái loại đó Quỳnh nó gieo như bầu nè, mấy cái cây bầu mình trồng đó thì là những cây đó là Quỳnh gieo hạt giống đó, cái Quỳnh bứng ra Quỳnh trồng. Trời mà hả, nó cũng khó chơi lên lắm mọi người, nó lâu lên lắm. Quỳnh gieo nó mà hả, cả hả đợi hoài luôn không thấy lên. Rồi khi mà nó lên được rồi là bắt đầu tới hả, khi mình trồng xuống đất đó là mấy cái con mà con sên với lại con sùng đất đó mọi người, nó vô nó ăn mấy cái ngọn cây á. Bữa Quỳnh gieo bầu hả, Quỳnh gieo một lần tám hộp giống, 10 hộp giống mà rút cuộc hả nó lên nó bị mấy cái con đó ăn hết trơn luôn. Còn lại đúng có 2 cây đó mọi người, còn lại đúng có 2 cây. Là năm nay Quỳnh trồng cái vàng bầu của Quỳnh là chỉ có 2 cây thôi đó, có 2 cây thôi mà nó lên được. Bữa giờ chắc Quỳnh hái cũng được mấy trái rồi đó, chưa được 10 trái đâu. Chờ hồi nãy đang có thông báo vậy mọi người. Hồi nãy tôi đang coi, đang chuẩn bị ra hái rau thì thấy trên tivi nó mới đưa thông báo là có chuyến tàu bị tai nạn á mọi người, tàu điện á. Trời ơi, đi tàu điện mà còn bị tai nạn cũng sợ thiệt chứ. Đúng là số người không biết được người đó. Cái đồ ớt nãy giờ mình mới hái rồi mọi người đó, cái lỡ bên đây ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đây này, bỏ này còn trái nè. Còn bây giờ thì mình sẽ đi bên kia mình hái cây ớt ớt sim bên đây nha. Bên này là ớt sim nè mọi người, ớt sim. Mình sẽ hái ớt sim bên này. Ớt sim bên này thì nó thơm, nó đựng cái nó thơm nè. Khi mà nó chín rồi thì mình dễ hái mà nó hơi bị dai hơn cái ở bên kia. Ớt sim của mình nè, nó chín rồi thì nó dễ hái hơn bên kia xíu. Mà cả cái cành của nó thì nó dai hơn bên kia. Nó đỏ hơn mọi người. Ớt này thơm lắm. Ớt này mà hái là mà muối ớt xanh, muối ớt chanh thôi, muối ớt xanh ấy, muối ớt chanh mà mình chấm với lại hải sản là thôi nhức nhối luôn. Trời, khúc dưới nó chín quá trời mọi người. Mình đưa cái máy đi có nhanh không ta? Trời ơi, gói trái nè mọi người, chút xíu xìu xìu rồi. Đó, mấy trái dưới này nè, hôm bữa mình quay cho mọi người coi khúc này đúng không? Hôm nay nó chín hết rồi nè. Mấy trái này mấy trái đầu tiên nó nở hoa là nó chín hết. Đây này, đó. Ớt này là bao siêu cay luôn. Wow, đâu rồi? Đây là cái tâm này nè. Đó. Hái ớt này mọi người là phải mình phải đưa cái máy quay đi theo, chứ mà mình để cái máy quay mà nằm một chỗ á thì sẽ khó thấy được cái trái ớt nằm bên trong cái cây lắm. Nó nằm ở trong nè, nó không có giống như mấy cây ớt chỉ thiên. Mấy cây ớt chỉ thiên á thì mình chỉ cần vặt là xong rồi. Còn cây ớt này thì mình phải đưa cái máy chạy theo cái tay á, cho nên nó hơi bị khó quay. Nó cứng dữ trời. Nó nghe cái nhánh nè. Đây, bên này nè. Trời, mình tính ra cái ớt này nhiều dữ trời. Hôm nay chín nhiều rồi đó. Rồi. Quỳnh đụng chút xíu mà nó cũng rụng mọi người. Quỳnh đụng chút xíu mà nó cũng rụng nữa đó. Rồi đâu rồi, trong này nè. Ở trên còn không ta? Nó ở trên bắt đầu, ở trên bắt đầu cái nó lên mấy cái trái mới mọi người, mấy cái trái mới nó đâm bắt đầu lên bông rồi mọi người. Bắt đầu chuẩn bị mùa này là nó ngưng phát triển rồi đó. Nó sẽ ra đợt bông này xong nó ngưng, bắt đầu nó sẽ chín hết cái đợt bông này luôn. Nó đậu trái hết có nghĩa là Quỳnh ăn được như đó thôi đó. Trời, Quỳnh xây cái chậu trước mà cái chậu nó muốn bị mớp luôn rồi. Trời, nó rụng.
Quỳnh đụng nó mà nó rụng mất tiêu. Mình thấy là chỗ nó rụng. Cái chín rồi cái mình đụng ngay cái cuốn của nó xíu là bắt đầu nó rụng hết trơn mọi người. Rồi, mình thấy không ta? Nó hơi hùm hùm, mình hái luôn đi. Rồi, mình hái xong cái chậu bên này ha. Nãy giờ chỗ mình hái được như này nè. Rồi bây giờ mình qua mình hái tới cái ớt nè, ớt ớt đậu đũa. Ớt đậu đũa cũng cay lắm mọi người. Hôm nay nó chín được như này nè mọi người. Đâu rồi? Đó, hôm nay nó chín được như này. Thì nó có bao nhiêu trái chín thì mình hái đi ha. Quỳnh ra ngoài sân này Quỳnh làm ồn mất công, người ta nhìn Quỳnh đó mọi người. Quỳnh nói gì không biết mọi người nghe không ta? Có con khùng con điên giống như đợt trước hả? Quỳnh dọn đồ ăn ra ngoài đây mình ngồi mình ăn nè. Hàng xóm đi ngang qua nhìn Quỳnh cười, mà trong đầu đang nghĩ không biết nó làm chuyện gì, nó làm chuyện gì kỳ lạ. Không quan tâm người ta nghĩ gì về mình, chủ yếu mình làm sao mình cảm thấy mình vui là được. Mình không làm chuyện gì xấu được rồi, đúng không mọi người? Ít ra khi mà Quỳnh làm vậy thì cũng có mọi người xem Quỳnh. Đó, không mà nó chín một trời ơi, mình hái lần hai trái nó dính lẹo nẹo luôn. Trời, mình thấy gì mình vẫn còn lên bông nở quá trời mọi người. Đó, bông nó nở quá trời mọi người. Nó vẫn còn nở mọi người. Nó vẫn còn nở bông lại, nó vẫn là lên nữa đó. Nó đù quá trời trái luôn. Nó dướng cái máy quay mọi người. Quỳnh đi ra sân nè, Quỳnh mãi rau là tay chân Quỳnh nó đen hùi lùi luôn mọi người. Làm vườn nó không có sạch nha mọi người ơi. Bởi vậy mọi người thấy Quỳnh mà đi ra ngoài vườn đen đúa thì mọi người cũng thông cảm nha. Thì mọi người cũng biết là nông dân đâu có ai mà ra vườn sạch được mọi người. Mình mê làm vườn là mình không bao giờ sạch được. Cái vừa cực mình nó vừa dơ, nhưng mình làm thì mình cảm thấy là mình xả stress á, mình vui á, mình vui với công việc làm vườn. Ở đây thì có con trái hồi nãy nè. Trời ơi, nó quấn vòng vòng lên trên cái cành luôn. Trời ơi, nó quấn vòng vòng lên trên cái cành luôn. Có con trái, hai trái. Đấy nè. Đấy nè. Hái hoài mà sao thấy không hết à. Đấy nè. Đó. Rồi. Ớt hôm nay mình hái được như đó đó mọi người. Mới có mấy ngày thôi đó mà hái nóng đó. Ở đây nè, đó. Nó rụng hồi nãy đó, nó rụng hồi nãy mình hái cái nó rớt đó mọi người. Rồi, như đây nha. Là rổ ớt của ngày hôm nay. Ở đây là rau đay nha mọi người. Thì Quỳnh sẽ cắt sạch cái đống rau đay này luôn để cho nó lên đợt mới mình còn ăn nữa nha. Thì bây giờ không có ai cặp máy cho Quỳnh hết. Anh xa anh la lối quá cho nên ba ảnh dắt anh vô nhà rồi mọi người. Bây giờ mình cắt cho nó rớt xuống mình lụm thôi. Cắt cho nó rớt xuống mình lụm mình bỏ vô rổ thôi. Thì trước sau gì mình ăn mình cũng phải rửa thôi mà. Thì thấy vậy chứ nó lên đọt non, mình cắt ngang vậy nè, cái nó lên đọt non nhanh hơn. Mình ăn cái Quỳnh cắt ngang vậy không mọi người, nó lên cây ngon, cây non của mình ăn. Chứ mình đừng ngắt ngọn, mình ngắt ngọn cái nó lên mốt lên nó lên dài toàn lọn mọi người, cây nỉa ngộ lắm, nó lên dài dữ lắm. Phát hiện xa xa ở trong đây có một cây. Có một cây càng cua ở đâu. Đó. Nó vô đây mà nó ăn nhờ ở đậu. Nó ăn nhờ ở đậu đó mọi người. Nó vui vui vậy đó. Nó vui vui là ăn nhờ ở đậu. Mà có nhiều cây nó vô nó ăn nhờ ở đậu mà nó vượt mặt chủ luôn nha mọi người. Là bởi vì là nó hút hết chất dinh dưỡng của cây khác. Nên nó vượt mặt chủ nó luôn. Mấy cây đó là cây cỏ đó mọi người. Cỏ dại đó, mấy cây đó thì mình không thấy nó mọc ở trong mà mình không thấy là nó vượt mặt chủ luôn. Đó. Cắt hết luôn đi rồi mình lụm lần ha. Cho nó nhanh,
Cái rau đay này nấu với canh cua ngon mà. Mướp hôm nay Quỳnh hái thì có trái non, trái già, cho nên chút lựa thử coi được nhiêu trái ăn được. Rau đay quá trời, quá trời non. Quỳnh ăn rau đay không biết bao nhiêu lần rồi, mà nó lên liên tục luôn, nó lên ăn không kịp. Mọi người cái đợt trước Quỳnh ra đây Quỳnh quay có mình Quỳnh là Quỳnh cũng cắt rau đay có mình đang hái cái người xa nó là ôm sòm à quên đợt đó thì Quỳnh đang hái thì điện thoại hết pin cho nên bị cắt cái mình ngưng khúc đó lại. Bên đây cũng là cái chậu rau răm của Quỳnh đó mọi người. Đó, mọi người thấy chậu rau răm của Quỳnh lên tốt không? Quá trời quá đất luôn. Ăn hột vịt lộn là bao phê mọi người. Hoặc là mình trồng được nhiều á, mình đem vô cái mình nấu canh rau răm nấu với thịt bò. Trời, rau răm nấu với thịt bò ngon lắm mọi người, thơm, cái mùi thịt bò ơi là thơm mùi thịt bò luôn á. Cắt ngang dễ mau lên lại mới lắm mọi người. Cỡ chừng 2 tuần nữa là mình ra mình hái theo một đợt nữa là hết luôn á. Một chậu như vậy mình trồng có 3 cây rồi mọi người, chứ đâu có nhiều đâu. 3 cây rau đay này nè. Mọi người thấy nó lên cả chùm nè. Quỳnh trồng chậu già nhỏ xíu mọi người, chứ mình không có trồng chậu bự đâu. Chậu bự tuy vườn nhà Quỳnh nó nhỏ đó, Quỳnh trồng chậu nhỏ nhỏ thôi thì mình mới hái được đống vô đây nè mọi người. Đó, hái được đống vô đây nè. Rồi mình hái bên đây luôn đây, để chút mình gọi chị bạn Quỳnh qua cho chị mới rau chị ăn. Hái luôn mới này cho chị, có chị ăn luôn. Để chị ăn phụ Quỳnh đó. Bên đây thì có được mớ rau dền mấy cọng mọi người. Đợt trước Quỳnh hái Quỳnh ăn hết đợt rồi, hôm nay nó lên còn chút xíu à. Con muốn thì hôm nay hết mùa nó lên không nổi mọi người. Còn bên trong đây mà đỏ, mọi người thấy đậu bắp không? Đậu bắp nó già, ta nói nó già như ông cú nội vậy đó. Đó, đậu bắp này đỏ đó, ở đây có được cái mỏ để cho đậu bắp non rồi mọi người. Đó, hái luôn dữ không, bữa giờ mới hái được mấy cái đậu bắp non đó mọi người. Đó, đây nó nè, được 2 trái non, còn nhiêu già chát mà được nha mọi người. Ở đây thì Quỳnh thu hoạch được 4 trái bầu sao. Bên đây thì là một rổ mướp của Quỳnh hôm nay, gọi là mướp ông của nội luôn chứ không phải là mướp ông nội nữa nha mọi người, bởi vì nó quá già Quỳnh không thấy mọi người, chỉ có được ăn được vài trái thôi. Rồi, bên đây của Quỳnh thì là rau đay nè. Ở đây thì là hủ quả trắng. Đây thì là ớt chuông, cà chua, ớt và khổ qua xanh. Và tổng cộng là hôm nay Quỳnh thu hoạch được 3 rổ như thế này. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người thấy thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.